thấy đau đầu không? Đau luôn đấy. Đau luôn đấy. Anh Caramel bảo đau rưỡi. Xin thông báo, đây sẽ là một số mà các bạn sẽ cực kỳ là thấy sợ bởi vì nó rất nhiều đường. Bạch Chân Châu đường đen. Không phải là một mà là sáu. Ở sáu cửa hàng khác nhau. Sam lớp cách Phương Minh. La Food Corner. Phương cách. By Sister Kitchen. Honey Hải Anh. Tất cả đều là mình đặt trên website và giá cả dao động từ khoảng 50.000 cho đến 80.000 một chiếc bánh. Giá ship thì thường 20-25. Đây là một cái bánh mà chúng mình nhận về với giá 100.000. Đi xuống lấy đồ và thanh toán, mình cùng suýt ngất xỉu vì thấy một chiếc bánh bé xíu giá 100.000. Mình biết thế mình đặt một cốc trà sữa uống nhanh nhanh. Cái này lỏng vậy ơi. Cái này lỏng. Cái Chân Châu này cũng lỏng này. Nếu mà xét về cảm quan không thì cái này nhìn đẹp hơn rất nhiều so với những cái mà nó đặc ý. Mà kiểu tròn ý, tròn quốc mầy mầy. Cái này Chân Châu không đậm màu lắm nhở. Nhưng nếu mà phải xét đến thảm họa Chân Châu thì chắc chắn là phải kể đến By Sister Kitchen. Đố các bạn biết đây là cái hình gì? Đỗ không ra đỗ. Mà Chân Châu này, ôi nhìn này. Giống như kiểu véo một miếng bột xong nó lặn, xong kiểu mềm vào. Kiểu béo, béo vào. Piu. Đây đây. Piu. Nào thì bắt đầu. Hani, Hải Anh. Em ơi nhìn Chân Châu hèn nhỉ. Nhìn tóc. nghe chán. Không biết dặn là sao. Dặn nó nát cả bánh luôn. Thôi. Cái bị thanh thanh, mát mát. Bánh mềm á. Cái em không thấy đâu nhá. Chân Châu hơi cứng. Thưa các bạn lưu ý là khi mà order về thì nên ăn luôn. Tại vì lúc đấy Chân Châu nó còn nóng thì nó còn mềm. Không thì mình sẽ phải hấp cách hủy hoặc là làm nào đấy để Chân Châu lại nóng thì nó sẽ lại mềm. Nhưng mà mình là để hơi lâu nên là bị cứng. Không làm em thấy bánh này được. Chân Châu không bị ngọt quá. Có giúp mọi cái sự rất là vừa phải. Có bánh này là mình có cảm giác muốn ăn tiếp tục ấy. Ngon hả? Ừ, sẽ không dừng được nên. Ăn đổi hết. Rất là sốt. Đối thì chê mỗi quả là quả Chân Châu thì hèn được đâu. Em cái lúc em đổ phát thì nó tọc xuống. Cả một cục, cả một khối rơi. Pop. Nên Honey Hải Anh đã xong. Bài thích tờ đây. Đây. Thảm họa Chân Châu. Thảm họa Chân Châu xuất hiện. Cao hơn cái này không? Không cao hơn đúng không? Em thấy cái bánh này bé hơn cái bánh này. Mà cái bánh này đắt hơn. Đắt hơn đúng không? Đắt hơn tận 5.000. Chắc bằng một nửa này nhá. Chắc bằng 2/3, tổng 2/3 thử kem thì đặc hơn, đặc có vị trà xanh này. Ừ, cái kem này có vị trà xanh nhá. Nhưng mà em ăn cái này xong rồi cảm thấy đau đầu ấy. Vị kem đau đầu. Cái dạng này vẫn là đau đầu bình thường. Cốt bánh này ướt hơn và không được xốp bằng cốt bánh của Honey Hải Anh. Thực ra Chân Châu nhìn không đẹp bằng mà ngon hơn. Ngọt, nó ngọt hơn. Hải Anh. Nó ngọt hơn đấy. Mềm hơn. Kem bánh thì hơi nhạt. Nhưng mà tại vì Chân Châu ngọt cho nên là ăn vào anh vừa bị. Bình thường mọi người thích ăn cốt bánh ẩm hay cốt bánh khô và sốt? Em thích ăn sốt cơ. Anh thích ăn cái này hơn. Em thích ăn cái này hơn. Cái Honey Hải Anh thích hơn. Cái bên này nó sẽ giống kiểu bánh bông lan. Phủ lớp kem ở phía trên ý. Còn cái bên này nó là cần nó lại kiểu khác. Không thực sự đặc sắc nhưng nói chung là nó ở mức là dễ ăn. Chuyển sang lớp cách đi. Nhân vật được xem là đình đám nhất truyền thông trong top 6 ngày hôm nay. Nhìn Chân Châu thì rất là đẹp đúng không? Rồi. Cái này là dễ giải ra. Trông dẻo này. Nếu mà so với cái ảnh của cái bạn gì bạn ấy chụp trên mạng và bạn ấy phản ánh thì thực ra là Chân Châu này mình thấy hôm nay nó dẻo và Chân Châu đẹp. Đâu có bị như lần bạn ra đâu nhỉ? Kiểu kem nào? Kem ngậy ấy. Này đây mới chính là kiểu kem gây đau đầu. Chính xác luôn, kem rất là mịn. Chua, hơi có một tí vị mặn mặn ấy. Thôi, thử ăn miếng Chân Châu nào. Chân Châu này bị nhạt quá. Tại sao lại thế? Mềm, cũng dẻo, đẹp nhưng mà không có vị gì cả. Em nghĩ cái này là Chân Châu đường đen thế nhỉ? Tại sao không có hề có một cái vị gì luôn ấy? Mà bánh thì chua, Chân Châu thì không có vị. Cái cốt bánh nó khô lắm ý. Ừ, nó khô một trận nhưng mà cái lớp kem của trên mình đã thấy khá khó chịu rồi nhưng mà ăn thì cái đoạn xuống dưới nữa nó như là kiểu vắt chanh lên, như vắt nước chanh lên. Nó chua đến mức như thế. Nó chua kiểu nó gắt hẳn xong rồi đến cái đoạn dưới nó lại nhạt. Cốt bánh thì chỗ thì rất là mềm mềm, rất là ẩm. Chỗ thì cốt bánh rất là khô. Kiểu là lâu nay em vẫn tin tưởng về chất lượng làm bánh của Sam ấy. Nhưng mà sao bánh này ăn ngay chán. Tệ quá. Trong ba cái đã vừa ăn thì bây giờ chúng ta sẽ chọn ra như này. Thôi mình lại đếm từ 1 đến 3 đi. Xong rồi chiếc bánh nào ngon nhất trong ba cái. Bây giờ mình nhắc lại tên của Honey ấy. Bye Sister này, và đây là của Sam. Mẹ Thắng nhớ nhá, mẹ Thắng đừng đầu nghĩ một hướng mà mồm đọc con này ạ. 1, 2, 3 Honey. Được, thế là okay. Honey vào, đã có cả 3 kiểu. Chiếc bánh rẻ nhất trong cả 3 nhưng mà lại ngon nhất. Để cho phong cách giật tay.
Sam, em không phải là dương tây. Lượt 2 nào. Ba ứng cử viên tiếp theo của chúng ta sẽ là chiếc bánh có ngoại hình rất là mới mẻ như một từ cốc trà sữa vậy. Đến từ Hương Min. Tiếp theo đây là Moon Nn. Moon Nn cách. Rồi. Cuối cùng là của Lala Food Corner. Giờ sẽ thử cái của Mi, là cái mà trông giống cốc trà sữa nhất. Cái này ngoại hình hay à? Đây, em rất muốn thử hút lên xem là nó có hút được lên không. À nhưng mà mình cứ thử chân châu trước đi nhỉ. Chân châu cái này trông có vẻ rất là mềm. Trông giống cốc chè. Chân châu mềm ấy. Không ngọt lắm, vị kiểu cà phê vậy. Chân châu vị cà phê. Có vẫn có cái vị đường đen nhưng mà họ nấu kiểu nhạt. Kem này cũng chua này. Kem cà phê à? Ừ. Em tưởng cái này là phải là kem chi ấy nhỉ. Vị của nó thì là vị cà phê. Vẫn có một tí mặn mặn của chi. Đầm sâu xuống phía dưới luôn. À đây, bánh đây rồi. Đã thấy được rồi. Cốt bánh mềm cực, ngon đấy. Cho Mi thử hút. Mềm nhỉ? Hút chắc là cả cái tảng bánh nó thối lên. Hút lên toàn không khí thôi. À, không hút được. Nó ống lắp cảnh. Bánh rất mềm. Nhưng không thích vị này vì nó quá ngọt. Thật ra để mà cốc này nó sẽ làm cho mọi thứ nó cứ lộn xộn thế nào ấy. Bánh này thì hơi chua quá chua so với em. Là... Em thấy chua. Anh thấy chua, chua với ngọt quá. Cốt bánh để như thế này nó sẽ bị quá dày ấy. Tại vì cốc sâu mà nên là cốt bánh rất là dày và kem rất là ít. Chân châu là cái lúc mà ăn hết kem với cả chân châu nữa là thôi chị vẫn cốt sẽ không cốt ở dưới này. Mình cảm thấy sự mới mẻ và đột phá này không nên được áp dụng nữa. Nó sẽ gây bất tiện hơn mình ăn á. Và cho cái ống hút sâu cũng chẳng hút được thì cũng chẳng để làm cái gì. Đúng không? Thực ra làm cái này thực ra cũng chẳng để làm cái gì. Cái thứ sáng nhất ở cái cốc này chính là chân châu. Chân châu thật ra nên ăn riêng vì nó ngon. Em thì ăn chân châu. Nó không bị ngọt quá đúng không? Tôi thích chân châu ở đây. Đây là của Moon Cách. Trông có vẻ là nhìn chân châu đẹp nhất. Ủa nó bóng lắm. Nó màu cực đều luôn. Tròn tròn mẩy. Đẹp á. Rất ngọt. Cái này chuẩn chân châu trà sữa nhất từ em giờ luôn. Ngọt nhất luôn này. Ngọt nhất đúng không? Ừ, ngọt nhất. Khi mà em ăn chân châu của những cái bánh khác ấy, vị nó cũng tương đối nhưng mà ăn cái này vào phát được ngọt cắt lên luôn. Thực ra không chưa biết là kết hợp với bánh nhìn nó sẽ như thế nào nhưng mà nếu như đây là cho vào nguyên liệu để cho vào một cốc trà sữa thì nó đúng. Lại một chiếc kem gây khó chịu. Gây đau đầu. Chiếc kem đau đầu. Gây đau đầu. Sự luôn. Sự quá. Cốt bánh nào. Ẩm này. Ẩm đều. Các góc nó không khô. Em thấy nó có vị trà xanh, ngọt nhẹ. Cái cốt thì ngon nhưng mà cái lớp kem ấy cứ ngây ngái. Hơi hơi giống phô mai con bò cười mà cũng không giống lắm. Ừ đúng. Em không thấy. Nó hơi lai lai phô mai con bò cười đúng không? Với một cái gì đấy, mình chưa nhận ra được. Đấy. Đây mà ăn cả với chân châu đi. Nói chung là ăn nó rất là khó chịu. Không biết diễn tả sao nữa. Vị nó kiểu không hề liên quan đến nhau. Chân châu một đằng, cốt bánh một nẻo. Và cái kem cũng một vị riêng biệt luôn. Ăn nó cứ sao sao ấy. Người ta còn cho cả trà xanh lên trên. Người ta giải một trà xanh từ trên. Lần sau ra sửa mình ăn cái này. Mình sẽ làm đấy là gạt hết kem đi. Chỉ đổ chân châu trực tiếp lên cái phần bánh ở dưới. Thì chắc là nó sẽ hợp lý hơn. Tại vì chúng ta đúng là khi ăn chỉ hai cái lớp đầu và lớp cuối thì nó dễ chịu hơn hẳn so với khi mà dính phải cái lớp kem. Chiếc bánh cuối cùng Lala Food Corner. Thật sự trông rất giống buồn não. Mà cái kem nó khác hả? Kem trắng tinh luôn, trắng tinh trắng bút luôn. Như kiểu chỉ toàn lòng trắng trứng. Lòng trắng trứng, có mùi tanh rõ cực. Chưa dí mũi và đã ngửi thấy mùi ấy rồi. Và sau khi dí vào thật sự là cái mùi tanh của nó quá rõ. Ở phần dưới lớp cốt nó có cái gì ấy? Ăn mới biết được. Kem này giống kem bánh gato thì đúng hơn. Đúng rồi, chỉ có mặn với cả mặn thôi. Mặn thôi. Chân châu này bị cứng hay cứng kỹ như là cái lúc đầu mình ăn là cái gì? Ở đâu em thấy vừa mà. Thế đó, cái bị cứng á. Thế lại không đều rồi. Ừ, có hạt cứng này. Ừ, có hạt cứng ấy. Ăn đến 3 hạt thì có hạt cứng, có hạt mềm. Nó không đồng đều nhau ấy à? Quấy không đều. Hoặc là hai người khác nhau nặng. Thế là gì đâu, tưởng giữa bánh nha. Như gừng vậy. Hả? Anh ăn thử cái gì? Gừng á? Vị gừng vậy. Mình bảo cái này giống gừng. Nó tiếp tục là một cái sự pha trộn vị không hiểu là có mục đích gì. Kiểu ngửi mùi bánh cũng thấy đau đầu mà ăn bánh xong cũng phải nghĩ đến đau cả đầu. Nhá. Cốt bánh thì có gừng, kem thì mặn, chân châu thì ngọt bình thường. Nó hòa quy lại với nhau ăn cứ chả ra làm sao ấy. Tất nhiên là không ra làm sao thật. Lớp kem thì chua này, gừng thì hơi hắc. Cốt bánh thì nhạt. Xong rồi chân châu thì chỗ cứng chỗ mềm và nhạt, hơi nhiều điểm trừ.
50.000. Ưu điểm duy nhất là free seat. Bởi vì ở đây gần các bạn ạ. Này thực ra có một vấn đề là cả ba cái ở lượt 2 này đều dở. Liệu chúng ta có nên làm một cái là chúng ta gọi lại thí sinh đã bị loại. Hai cái đầu tiên mình ăn ấy là hai cái được nhất. Ba cái lượt sau này đều dở, thật sự là nó rất dở đến cái mức mà không thể chịu được ấy. Một sự kết hợp thất bại. Rồi thì hội ý chúng tôi quyết định là gọi lại thí sinh đã bị loại. Gọi em My Sister Kitchen vào. Lại, nói chung em vẫn có cơ hội đánh dấu phanh. Trong cái số lần này thì cuối cùng là chúng mình đã ít nhất thì cũng đã tìm ra được hai cái ăn có vị rất được, đấy là Honey Hải Anh và My Sister Kitchen. Nó chưa đến mức gọi là xuất sắc đâu, nhưng mà bởi vì mình nghĩ là mình ăn cả 6 cái mà mình chọn ra hai cái này gọi là tốt nhất thì có khi mình biết được bánh nó khó như thế nào. Ừ, 6 cái bánh mà không được một cái nào vị hoàn toàn nổi trội. Ồ. Và để mình kiểu tâm đắc ấy. Để cái mức ăn được chứ không phải là ngon hay là cái gì. Nhưng mà bây giờ mọi người kiểu cho chân châu vào tất cả mọi thứ ấy. Nước mía chân châu này. Có nước mía chân châu, châu này. Sandwich chân châu này. Bây giờ có bánh chân châu. Và có cả chân châu trong Diên Hy công lược. Thực ra là mình cũng không ủng hộ cái trào lưu này lắm, kiểu cho chân châu vào tất cả mọi thứ, nhưng mà Duy thẩm thích điều này. Mới Duy đến đây ăn hưởng hết cái chỗ này. Hãy ăn lần cuối xong rồi sau đấy chọn ra gia vị viên xuất sắc nhất. Thêm một chút chân châu. Chấm chân châu đi. Dễ ăn. Ngon. Mỗi tội điểm trừ là chân châu cứng quá. Rồi, chân bài sister này. Ồ, mướt với cả nó. Chân châu của bài sister vẫn rất là mềm, dẻo. Vị bánh thì hơi gắt hơn, nhưng mà thực ra em thích vị này hơn. Thôi mẹ em vẫn thích cái kia hơn. Bây giờ trông cậy vào mẹ thắng và tìm ra ứng cử viên xuất sắc nhất. Chính xác. Quyết định khó khăn nhất cuộc đời. Chọn cái nào nhỉ? Chọn này. Cái này đúng không? Ừ. Bài sister kitchen em chính là giờ phây. Honey Hải Anh em là á phây. Á phây. Đặc biệt là em này là thí sinh vớt. Vớt. Thế mà cuối cùng nó lại là nhìn thằng đó. Kiểu đúng là trong cuộc đời này cái quái gì có thể xảy ra. Tổng kết lại là có niềm tin vào cuộc sống. Tự nhiên cái này nó bắt nguồn từ đâu ra? Cách đây mấy tuần ý thì em xem mấy cái clip đồ ăn bên Đài. Thế là người ta chỉ cái bánh này. Tôi thấy như Việt Nam du nhập vào ấy. Riêng khu vực Hà Nội thì các bạn có thể chọn My Sister Kitchen và Honey Hải Anh. Tầm 50.000 một chiếc bánh. Và hôm nay chúng mình cũng đã kiểm chứng luôn cái tin đồn về cái chuyện là thực hư về cái bánh Sam lớp cách mà đang rình rang bánh hôm nay là như thế nào. Và đúng là nó dở thật. Cũng là một cơn sốt khá là thú vị. Nhưng nó sẽ qua nhanh thôi, chắc chắn là như thế. Đó là cái gì mà chúng mình muốn chia sẻ ngày hôm nay. Hãy subscribe, bấm like video để video này nó sẽ hiện lên thành gợi ý của bạn bè bạn. Và nhớ share nữa các bạn thích. Rồi. Comment nữa để chúng mình biết là các bạn nghĩ gì nhá. Và nhớ like page không ăn gì nhá. Rồi, Insta hôm nay ăn gì nữa. Quá nhiều cách để tương tác. Và nếu như các bạn chưa làm đủ các bước đấy thì hãy làm đủ. Làm đi, hãy làm đi. Rồi, hãy làm đi. Nhớ nha. Bye bye. Bye bye. Hôm nay ăn gì?